Cũng được đó. Con làm đẹp hơn đúng không mẹ? Đúng là rồi mít ướt. Vậy nếu là con sẽ làm gì? Mẹ, đây đóng phim, không có được cười. Con của mẹ giỏi quá. Bạn giỏi quá ha. Hay bạn làm diễn viên đi. Làm diễn viên dễ ợt à, chỉ cần học thuộc thoại là được. Vậy thôi á. Ừ. Sao bạn biết chắc vậy? Mình đọc sách cuốn Nhất Nghệ Tinh. Xạo, mình đọc đâu có thấy đâu. Alo, alo. Bộ phim Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ của đạo diễn Bọn Ngựa Xanh đang cần tuyển diễn viên đông thế. Ai quan tâm đăng ký thử vai? Bạn xin đăng ký thử đi. Chắc chắn bạn sẽ được chọn á. Bye. Mẹ ơi, con được mời đóng phim nè. Cái gì? Con làm diễn viên? Phim gì vậy? Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ. Hay quá. Nhưng mà con đóng vai gì trong phim? Dạ, đóng thế cho đối thủ của võ sĩ. Tụi con sẽ đánh nhau tưng bừng luôn. Mà con có biết đóng không? Lại đánh nhau như vậy nữa. Trời ơi, đóng phim dễ ợt mà mẹ. Hơn nữa, vai ngắn thôi mà. Chỉ một ngày quay là xong à. Mẹ không nghĩ vậy đâu. Làm bất cứ cái gì cũng phải học con à. Ba nói làm diễn viên dễ mà mẹ. Chỉ cần học thuộc thoại là xong. Vai này còn không có thoại nữa chứ. Nhưng ba con cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Chắc gì đó là sự thật. Cứ để con thử đi mẹ. Đằng nào bữa đó cũng là chủ nhật, con phải đi học.